Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Hằng Nhã Whistle nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy gì không? Trên bàn nè. Đen 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 đen. Đây là hai rổ cóc luôn các bạn ơi. Hai rổ cóc với lại mười mấy quả ớt luôn các bạn ạ. À. Ớt to lắm đây này. To này cũng ăn cay cực kỳ luôn đi. Các bạn ơi, video này á hứa hẹn là chính là video mà lấy nhiều nước bọt của các bạn nhất luôn. Tại vì á chúng mình sẽ thực hiện thử thách là chính là người cuối cùng ngừng ăn cóc dầm nha các bạn ơi. Bây giờ á, tớ với bạn Hùng sẽ thực hiện đấy chính là bổ cái quả cóc này nhá, chế biến một mâm cóc trước to khổng lồ luôn. Mình sẽ chế biến hết vào đây để trộn lên nhá, trộn thật nhiều lên xong tí mình thử thách xem là người cuối cùng ngừng ăn cóc nha. Các bạn ơi, chưa gì á, nước miếng của tớ đã chảy ầm ầm rồi các bạn ạ. Các bạn xem video á, có thấy như thế không? Đấy, cóc này á, mà chấm với muối ớt thì hết bài luôn. Đây, tớ đã chuẩn bị hẳn hai hộp muối nè, muối Hảo Hảo. Bên này là muối Tây Ninh luôn. Còn có cả đường và ớt quả nữa nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bổ ra nhá. Các bạn ơi, nhìn này, đó. Quả cóc mà đang non như kiểu là cóc bao tử như này, bên trong á chưa có hạt luôn nè. Ê, ăn thế này á, ăn cả quả luôn mới cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Có bạn nào thích ăn hạt cóc dấm như mình không? Đấy. Được cái là mùa này cũng cóc đang rẻ các bạn ơi, nên là tớ có thể chuẩn bị thật là nhiều. Ui, chưa gì mà nước miếng cứ chảy nè các bạn ơi. Thử ăn một miếng xem nào, mời tất cả các bạn nha. Giòn này, chua chua nữa. Wow, tí nữa mà người cuối cùng ngừng ăn cái này, tớ nghĩ là tớ đấy. Tại vì á, con gái thì bọn mình ăn thích ăn chua hơn con trai đúng không? Nhưng mà còn có cả thử thách nữa nên là tớ cũng không biết đâu. Tại vì á, anh Hùng cũng ăn được rất là ác luôn. Đây là các bạn ơi. Đây. Nhớ trên này các bạn ơi, đó. Một mâm đầy ú này các bạn ạ. Chúng mình đã cắt cái miếng, cắt miếng ra đây này. Rồi các bạn nhìn này. Miếng này tí ăn vừa miệng luôn. Rồi. Một cái mâm to như thế này xem là ai là người cuối cùng ăn cóc nhá. Rồi các bạn ơi, chưa gì tớ đã thấy cồn cao hết cả ruột nước rồi. Nước bọt chảy hết ra lưỡi rồi. Đây bây giờ tớ sẽ thái ớt nha. Còn nhiệm vụ của anh Hùng sẽ là cho gia vị, trộn gia vị muối này, đường nhá. Okay. Bây giờ thêm cả ớt này nữa các bạn ơi, ớt này là ớt cay nha, không phải là ớt không cay đâu. Đấy, đây là muối Tây Ninh các bạn ạ, cái hạt to này mà chấm cóc ăn ngon cực luôn. Muối đây. Tây Ninh, đây. Mình sẽ cho vào đây. Ồ, chắc là mình cho vừa vừa dần dần thôi, tí mình sẽ cho thêm nhờ. Em nghĩ là anh cứ cho nhiều nhiều trước đi. Đấy. Tại vì mình nhiều mà. Wow. Thêm cả cái kia nữa. Cả đường á. Thêm, vâng, thêm cả đường xong rồi là bột canh Hảo Hảo nữa đi. Thế à, cả bột canh này nữa. Đúng rồi. Ok, mình chọn sẽ cho thêm bột canh Hảo Hảo nữa các bạn. Nhìn này các bạn ơi, tới đây rải ớt nè. Ui, cay lắm. Đấy. Đây. Chắc chắn là cay rồi. Vừa cay vừa chua cay rồi. Vừa cay vừa chua luôn. Đây. Nè. Mùi bột canh của Hảo Hảo sặc lên luôn. Thơm mà. Trời ơi. Các bạn ơi, cái mùi của bột canh muối Tây Ninh kia đặc sệt mùi tôm luôn, thơm ơi là thơm luôn. Đấy. Chắc nha, anh từ từ anh cho như thế này đã. Ok. Thì nó trộn xong rồi, nếu mà mình thấy nhạt mình lại cho thêm. Các bạn ơi, nhìn ớt cay kìa. Ớt đỏ ngầu hết rồi kia này. Đây, toàn ớt đây này. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm đường vào nhá. Để ăn cay cay ngọt ngọt chua chua bùi bùi mới đã chứ. Các bạn ơi, ai mà đạo chua với đạo cay thì món này đúng là như cái nách luôn. Các bạn có thích ăn cái này không? Đây. Ok. Uầy. Được rồi đấy, bây giờ mình trộn đi. Các bạn ơi, nước miếng đã chảy chưa? Trời ơi. Nào, mang đây. Bây giờ, cái này nhiều quá không sóc được các bạn ơi. Nên là đấy, chúng ta trộn, sẽ trộn này trộn thôi. Như này. Wow. Ôi cái này cũng mà muối nó rơi xuống bên dưới hết. Mình phải để từ từ đã, xong bắt đầu. Đấy, nó cũng nó thấm mà. Cái này một tí nữa nó sẽ thấm. Đúng rồi. Ui, nhưng mà em thấy chưa được, chưa đủ độ muối ấy. Muối á? Đây, em cho thêm muối. Okay, cho thêm cái bột canh này trước đã. Để cho nó ngấm vào đã. Chứ cho thêm cái cho thêm cả muối đường canh nữa. Bên kia là nó không dính được. Ngon lắm các bạn ơi. Cái này mà ăn lâu lâu đi mua 10.000 thì có mà tránh nhau ăn. Cái này phải rủ thêm một đồng đống đội. Bạn nữa.
Cái này mình có đồng đội thì có mà cứ ngồi vừa nhâm nhi xong vừa buôn chuyện. Wow, ngon quá. Hoặc là mang đến giặt chiếu phim mà được mang vào là ăn cho đã lắm đi. Đấy. Cóc dầm muối ớt của hai anh em mình đã hoàn thành rồi. Các bạn ạ. Đấy, một mâm luôn các bạn ạ. Yeah, đấy. Bây giờ hai đứa mình sẽ thử thách ai là người cuối cùng ngừng ăn cái mâm cóc này nhá. Ok, bắt đầu luôn đi. Bắt đầu. Ê, bắt đầu. Ăn luôn nha. Các bạn nha, chứ tớ không kìm được nữa rồi. À, làm một miếng này. Mời tất cả các bạn nha. Wow. Đấy. Này nhìn này, cái miếng này á đầy cái gia vị luôn nè. Đó, tớ sẽ chấm thêm. Ngon không? Ngon. Các bạn ơi, ăn mấy miếng đầu á là ngon lắm các bạn ạ. Không biết tí nữa ăn nhiều tí nữa không biết là có ngán không. Chua này, cay này. À đúng rồi. Tớ đã có một số thử thách các bạn ơi. Tí nữa thì chúng ta sẽ lấy thử thách ra nhá. Các bạn ơi, ở đây thì tớ đã viết thêm một số gọi là vừa thử thách và vừa phần thưởng nhá. Nếu mà tí nữa ai may mắn thì bốc được phần thưởng, còn ai mà không may mắn thì bốc vào hình phạt để xem hình phạt là gì nhá. Nhưng mà trước tiên thì tớ với anh Hùng sẽ ăn một lúc để cái đã. Ui, vừa cay vừa bon miệng các bạn ơi. Hơi tê tê rồi các bạn ạ. Đâu có thử thách nào đâu em. À đây. Nhiều lắm. Nhìn nào các bạn ơi. Hiểu cho xem đi. Đây, em gặp vào cho vào đây này. Các em bạn ơi, có một thử thách thì chính là ăn một lúc 15 miếng đây này. Trời ơi. Có khi em sẽ bốc vào đấy cho mình xem. Chưa biết, ăn một lúc 10 miếng. Trời ơi, vừa chua vừa cay này, ăn một lúc luôn. Để xem ai may mắn để bốc được vào cái 15 miếng đấy các bạn nhé. Ok, rồi. Bây giờ để em gặp lại em cho vào nha. Không okay. Biết ai là người may mắn đây. Gặp lại xong rồi tí nữa chúng ta sẽ cháo lên mà. Bây giờ thì tớ sẽ trộn đều nha các bạn nha. Đấy, không ai biết được phiếu nào ở đâu đâu. Đây, em okay. Trộn rồi đấy. Bây giờ anh bốc trước đi. Được rồi, anh nhắm mắt bốc cho công bằng nha. Ok. Rồi, xem phiếu nào nào. Không biết là anh Hùng sẽ bốc vào cái phiếu nào gì phiếu đấy này các bạn đi. Ơi. Chỗ này. Đâu đây đây để em xem cho. Đâu. Ăn 15. Gì vậy? Được gì đấy? Các bạn ơi. Được uống nước. Yeah. Chưa ăn đã được uống nước rồi các bạn ạ. Đây. À. Nước là có luôn các bạn ơi. Đây, nước là nước Coca các bạn ạ. Một chai to luôn. Đấy. Ơi, sao mà anh còn đỏ vậy? Bổ sung tinh thần trước các bạn ạ. Đó, một cốc này. Trời ơi, nãy giờ tớ cũng muốn uống nước. Ăn nãy giờ cũng cay rồi chứ bộ. Đã quá. Rồi để đây. Mà nha, vừa ăn chua này vừa cay xong bây giờ uống Coca nữa vào liệu có đau bụng không ta? Làm sao mà đau bụng được. Hăng cay các bạn ạ. Ok, để bây giờ đến lượt em nha. Anh cao lại. Đây bốc đi. Mong là mình cũng sẽ có sự may mắn các bạn ơi. 15 miếng các bạn ạ. 15 miếng còn đâu. Đâu. Ôi cái này này phải uống nước. Cái này phải bỏ ra ngoài này đã. Bao giờ mình bốc hết thì bắt đầu mình lại thả lại. Okay. Mình tưởng là mình cũng may mắn như thế luôn. Bốc đi. Ok lại. Đây không biết là được gì nữa đây. 15 miếng. Gì đấy? Bỏ qua. Trời ơi. Hai lần bốc một người thì được uống nước, một người được bỏ qua các bạn ạ. Thôi okay. Bây giờ ai anh ăn đi. Em được bỏ qua rồi. Không bỏ qua thì anh phải bốc chứ. Hả? Anh phải bốc thì mới ăn chứ. Thế à? Trời ơi. Anh bốc luôn. Gì đấy? Các bạn ơi, anh Hưng nè, ăn đời thêm ớt. Đó. Ăn thêm miếng ớt các bạn ạ. Thôi, để em lấy cho. Mang đây. Đây, anh lấy cho. Đây, miếng ớt đây. Đây, miếng ớt đây nhá. Nhưng mà mình phải ăn thêm một miếng này nữa các bạn. Đây. Các bạn ơi, nhìn này. Đó, đây. Có miếng ớt ở bên trong nha. Đó. Ôi, tớ thấy nhai rồi. Cay chưa? Nhưng mà anh Hùng cay thì anh Hùng vẫn có nước để uống mà. Sao? Hình như không có mùi vị gì hay sao á. Thấy nhai vẫn rất là ngon lành luôn mà không nói một từ nào luôn. Bởi vì cay quá, răng cay hết cả miệng đúng không ạ? Đang cay quá mà tớ cứ hỏi. Cái cốc nước này là cái đợt đầu mình bốc mình vẫn còn. Nên là mình vẫn để đây mình vẫn uống được các bạn. Bao giờ uống hết thì lần sau mà bốc thì mới được uống tiếp. Ước gì mình cũng được ăn ớt giống anh Hùng nhỉ. Nhưng mà cay lắm các bạn ạ. Ui. Ngon. Chưa ai bốc vào cái 15 miếng nhỉ. Chưa. Còn 15 miếng với 10 miếng nữa. Mình phải ăn một miếng ăn nó cay quá các bạn ạ. À ôi. Cái này mà có đông người ăn mới vui các bạn ạ. Đúng rồi. Bây giờ em bốc đi. Anh bốc rồi. Đây là em bốc à. Nhắm mắt tỏ bốc luôn. Bốc luôn.
Không cần nhắm mắt. Ôi nhiều quá. Yeah, yeah. Em một cốc luôn. Các bạn ơi, gì đấy? Của tớ là được chỉ định này. Trời ơi. Tớ là chỉ định anh Hường ăn. Mình vừa ăn hết xong rồi cay còn chưa cả hết lại bị chỉ định rồi các bạn ạ. Bây giờ thì tớ sẽ chỉ định anh Hùng đấy chính là ăn một xiên xiên cóc tầm 10 miếng. Ui, kèm 10 thêm miếng. Một miếng ớt. Trời ơi. Kèm thêm một miếng ớt nữa. Ok, bây giờ anh sẽ xiên đây. Thầy biết bao nhiêu miếng ở đây không biết nhưng mà cứ chọc đi đã. Mấy miếng rồi? Anh cũng không biết được nhưng mà để chọc cái miếng nào mỏng mỏng thôi. Trời ơi. Đây, đâu để xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miếng. Đấy, em nhìn thấy chưa? Trời ơi, cái miếng ớt còn chui ở giữa đây này các bạn ơi. Đây, nhìn thấy chưa? Trời ơi. Ok. Bây giờ anh phải chấm thêm một canh. Đây các bạn ơi, mình đã phải cho thêm một canh rồi. Bởi vì cái bột canh kia nó trôi hết xuống dưới rồi. Thôi, nhìn đã thấy cay rồi. Ây da ơi, toát thân mồ hôi rồi các bạn ạ. Đỡ ăn một phát hết chỗ này luôn chứ. Ăn một miếng một có ớt cay lắm. Ui. Ăn luôn miếng ớt rồi các bạn ạ. Không nói gì rồi. Chắc là anh chàng của chúng ta đang rất là cay luôn. Gật gật cái gì. Ăn nhiều cóc vào thì cái ớt nó sẽ không cay mấy các bạn ạ. Mình chấm thêm một canh nhá. Vậy mình sẽ ăn được miếng ớt không thì cay lắm. Đây mình sẽ chấm thêm. Đây ạ. Đây. Đây. Nhưng mà ăn nhiều cũng cay vất đấy các bạn ạ. Vừa cay vừa chua vừa xót hết vào bụng. Hay còn ngọt ngọt nữa chứ. Bây giờ mình phải bốc được cái uống nước đi. Chứ mà mẹ cay tê hết miệng rồi, tía cái môi này cứ phèo mày xuống này. Nó to bự luôn. Ok hết rồi, bây giờ đến em Hằng bốc đây. Bây giờ mình sẽ bốc nào, không biết là bốc vào cái gì đây. Lấy cái này đi. Thiếu chỉ định đã 10 miếng rồi, giờ mà bốc vào cái 15 miếng đi cứ mà xong. À gì đây. Ăn 15 miếng, wow. Trời ơi các bạn ơi, anh Hùng vừa nói xong các bạn rồi. Ạ. Tớ ăn tận 15 miếng, bây giờ anh xiên cho em đi. Ok, để anh xiên thôi nhá. Xiên cái miếng nào mà ít cay thôi nhá. Ok. Ui, rồi cả ra đây rồi. Cái này nó cứng, 3 miếng này. Nhìn anh Hùng ăn thì tớ cũng muốn ăn các bạn ơi. May quá mình không phải miếng. Ăn thêm ớt nữa. Đây. 15 miếng. 6 miếng. Trời ơi, tay mình biết xong tự mình bốc vào các bạn ơi. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Đây cho em ăn 9 miếng trước. 9 miếng trước. Đây, 9 miếng. 15 miếng à? Các bạn ơi nhìn này, giá như đây là xiên thịt nhỉ? Đây là xiên thịt đúng không các bạn? Xiên thịt hoa quả tươi luôn đấy. Thấy chưa? Cái muối. Muối tanh linh kia cay nhỉ? Đúng rồi, cái này mình ăn nhiều rồi cay. Còn đâu ăn ít ít là không cay các bạn. 2, 4, còn 2 miếng nữa. Các bạn là tại vì đây. Cái muối tanh linh kia nó cục 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 hạt đấy. Đây các bạn này, để cho em hàng này. Hai xiên thịt hồ lô luôn. Đấy, đây cho em một xiên đây nhá. Anh có một xiên, em hai xiên đây này. Thế thì để anh cổ vũ em, anh sẽ bốc và ăn luôn xem là có may mắn được ăn cùng em không hay là anh lại được uống nước đây. Ok nhá. Đây mình sẽ nhắm mắt vào mình bốc. Không cái nào đây. Cái này đi. Cái này sờ đầu tiên đi các bạn ạ. Đàm quả 20 miếng nữa nhỉ. Ui trời. Bỏ các qua. Bạn ơi, lại bỏ qua các bạn ạ. Bỏ ơi. Qua lấy ra rồi mà. Thế. Trời ơi, thế thì mình phải để đây. Chứ nó hết thiếu thì mình mới rút tiếp được. Đây, bây giờ còn hai thiếu đây à. Để phiếu này đi. À, cay quá. Ơ, cái miếng ăn thêm ớt này là ấy rồi mà em lại làm nào. Thế còn mỗi cái phiếu này thôi à? Mỗi phiếu ăn 10 miếng. Trời ơi, còn đúng cái phiếu cuối cùng các bạn ạ. Trời ơi, vừa ăn 10 miếng của em Hằng chỉ định xong, bây giờ lại ăn thêm 10 miếng nữa. Đây, phiếu bây giờ đặt hết vào đây nhá. Anh không ăn được nữa. Anh không ăn được nữa thì thôi, anh bỏ cuộc đi. Không, anh phải ăn chứ. Đây, em còn đang ăn 15 miếng kia kìa. Còn chưa cả bỏ cuộc. Các bạn ơi, bụng của tớ ngày hôm nay là chắc là chỉ đọc toàn cóc là cóc. Toàn cóc là cóc thôi. Ăn vào lại nhảy như con cóc thì. 10. Ok, hết một chiên rồi nhá. 10 miếng à. Tớ sẽ ăn 6 miếng trước nhá. Đây, 6 miếng này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chứ đây nhá, em nhìn nhá, đếm lên 6 miếng nhá. Không lại bảo anh ăn gian. Ok, em còn 5 miếng ở bên này. Ok, mình phải chấm thêm một canh. Ok, thế này còn chưa đủ cay mà còn chấm thêm. Các bạn ơi, bình thường là tớ cũng ăn được cay đấy. Nhưng mà dạo này vì lý do sức khỏe nên là tớ hạn chế ăn cay. Ngày hôm nay đúng thật là ăn quá nhiều rồi. Quá ngon các bạn.
Như ăn mấy miếng ớt, 2 miếng ớt rồi. Bây giờ ăn thấy quen miệng rồi các bạn ạ. Tay hết cả răng rồi. Ôi anh đã ăn xong rồi á. Ngon thế. Em phải ăn mấy miếng ớt vào thì nó mới không cay nữa. Không không không, chịu. Bây giờ anh còn 4 miếng nữa. Tớ mà ăn thêm ớt nữa thì khả năng là tớ bỏ cuộc luôn các đây, bạn ạ. 4 miếng nữa nha. Đây, đây 4 miếng đây, một miếng nhỏ này. Miếng nhỏ đấy tính gì? Nhìn này anh Hồng Toàn làm trên cho tớ toàn miếng to, miếng dày thôi. Đây. Xem có ai dày hơn các bạn ơi. 15 miếng, còn 3 miếng các bạn ơi, đã ăn được 12 miếng rồi. Em ơi, anh thấy ăn mình ăn sắp hết ở chỗ giữa rồi. Lõm hết ở giữa rồi các bạn ạ. À, nhìn này nước chảy đây này. Biết đâu cái nước này lại ngon nè các bạn ạ. Đây. À, nước này này. Có khi thành nước mắm ấy đây này. Chứ mình thì nước này mình chấm rau luôn. Nước đấy lại là ngon đấy. Các bạn phải có đường mà đường nó chảy nước. Các bạn ơi, tớ bốc đầu phiếu ăn 10 cái rồi. Tổng vị chi tớ ăn cũng nhiều phết rồi đấy. 10 cái là khả năng là 7-8 quả thôi. 20 này. 20-30 20 đâu? 10. Một cái em chỉ định. Xong rồi ăn trước đấy nữa. 30 miếng rồi các bạn ạ. 30 miếng vị chi ta. Ê, thế cũng được 10 quả rồi đấy em ạ. 10 quả, mới có 10 quả mà đã cay rồi. Nhưng mà cay các bạn ạ, ăn ớt nhiều. Ăn 2 miếng ớt giờ trong miệng là nó cứ tê tê tê, nóng 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 thôi. Bây giờ em ăn xong chưa? Ăn xong thì bốc đi kìa. Các bạn ơi, bốc phải 15 miếng nữa thì sao ta? Thì lại ăn tiếp 15 miếng. Yeah. Đó lại được kỷ định tiếp. Em hàng cứ ăn gian đi các bạn ạ. Trời ơi, bốc toàn vào chỉ định thôi. Trời ơi, không biết em hàng này chỉ định bao nhiêu miếng này. Bây giờ anh ăn muốn ăn 20 miếng hay 30 miếng đây? Anh không biết. Hay là ăn 2 miếng ớt đi nhờ? Em mà chỉ định nhiều là tí nữa anh mà bốc vào chỉ định là anh cho em ăn hết cả đĩa này luôn. Đấy. Mồ hôi. Mà ở trong này á, cái cao nhất là 15 miếng. Thì em chỉ định đến cao nhất là 15 miếng thôi. Ok, thế chỉ định cho anh thôi ăn tầm... đây, mấy miếng này thì ăn tầm 7 miếng. 7 miếng gì? 7 miếng, nhưng mà cho em một miếng nữa. Em cũng bốc được đâu. Em muốn đồng nữa. Ok các bạn ơi, em Hằng chỉ định cho tớ 7 miếng, bớt cho 3 miếng đợt trước. Thì thôi tớ sẽ cho em Hằng uống 3 phần nước. 3 phần nước thôi. Thì 7 phần đi. Đây. Đấy. Ok. Được chưa? Các bạn ơi, may quá. Tớ có nước uống rồi. Đây bây giờ tớ sẽ ăn 7 miếng nhá. Tớ sẽ chọc thêm 7 miếng này. Nhưng mà ăn nhiều cũng cay phết đấy các bạn. 7 miếng. Các bạn ơi, tớ sẽ cho anh Hùng ăn thật nhiều. Xong rồi anh Hùng sẽ bỏ cuộc trước mình. Còn lâu. 2, 4, 6. Ê, tớ sẽ ăn 6 miếng trước. Đây, như cái hồ lô luôn nhá. Chấm thêm bột canh này. Ăn vào đỡ đỡ cay các bạn ạ. Các bạn ơi, anh Hùng ăn hết 7 miếng này. Xong rồi tí nữa lại bốc tiếp ăn hết 15 miếng nữa. Thôi mình không ăn nữa các bạn ơi, để cho nhìn anh Hùng ăn, để tính nữa đến lượt mình thì mình ăn. Hết chưa? Ủa em không ăn được cái nhanh á. Hết chưa? Mình thấy bắt đầu đang bị ghê hết răng rồi các bạn ạ. Khả năng là ngày hôm nay là không ăn được gì nữa đâu, chỉ đọc ăn để em bốc. Không biết là 15 miếng, 15 miếng. Các bạn ơi, em hằng như là sắp xếp đấy các bạn ạ. Trời ơi, ăn 15 miếng. Thôi các bạn ơi, lần này thì mình sẽ đi xiên cho anh Hùng nhé. Đây các bạn ơi, 15 miếng tớ đã sẵn sàng rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ là anh Hùng sẽ thực hiện thử thách là ăn 15 miếng này nhé. Các bạn đếm cho tớ nhá. Đếm đi, hôm nay bảo tớ ăn gian. Ok. Được rồi. Phải chấm thêm một canh nhá, bởi vì nó chảy hết xuống rồi các bạn ạ. Uầy, cay nha, cay nha, chua nha. Bây giờ bột canh nó chảy hết xuống cái đĩa này rồi. Bây giờ chỉ còn độc cái chua thôi các bạn ạ. Ồ, trời ơi. Các bạn ơi, đúng thật là bây giờ trong bụng chỉ toàn là cắp thôi. Wow, may quá. Ê, mình là bốc được những cái... Một cái rắc thêm này vào. Đấy, cho các bạn xem. Đấy. Ê, các bạn thấy chưa? Úi giời. Tớ đã nhìn thôi mà tớ ghê hết cả răng rồi các bạn ạ.
Nào, ngon Chua quá các bạn. Wow. Này, chua thì thôi anh ấy đi bỏ cuộc đi. Không, bây giờ ăn 15 miếng rồi, anh phải đợi em bốc thêm cái 10 miếng nhá. Hoặc là bốc bỏ cái chỉ định để anh coi em ăn 10 miếng ớt luôn. Ủa, hình như bỏ qua chưa mà. Biết đâu em lại được bỏ qua thì sao? Đúng không các bạn? Tại vì số tớ cũng được coi là đỏ đỏ ấy, tại vì chơi mấy cái thử thách này toàn là tớ bốc được những cái bỏ qua thôi. Ui, xong rồi nè. Ui, nóng chua bỏ quá, ghế đâu, à. Bỏ kính rồi. Còn một miếng cuối cùng. Wow. Hết rồi. Bây giờ đến lượt em bốc lên nhá. Được ấy nhờ. Ok. Gặp tớ thì chắc là thôi tớ không ăn được đâu. Bây giờ tớ bốc phiếu ra đây, tớ bốc cái này đi. Yeah. Đâu, không biết là gì đây. Ăn thêm ớt. Các bạn ơi, em Hằng phải ăn ớt các bạn ạ. Ăn đây. Thêm ớt. Để mình sẽ lấy ớt cho anh nhé. Đây, ớt trong này. Là mình sẽ lấy. Đây. Trời ơi, miếng to thế. Đây, đây là hai miếng. Em thích ăn miếng nào thì ăn. Đây, anh chọn ra hai miếng rồi. Hai miếng này có to đâu các bạn nhỉ? Cái này chỉ có to nhất ở trong này thôi. Đấy, to đấy. Như cái ngón tay vào đây rồi, còn đâu nữa các đấy. Bạn ơi. Như này. Trời ơi, đây gần bằng ngón tay luôn. Tùy em thôi, em mà không ăn được thì em bỏ cuộc để anh còn giành chiến thắng. Chẳng cứ lẽ thế bỏ thôi. Cuộc các bạn ơi. Cái này nhưng mà lúc nãy anh Hùng ăn hai lần ớt rồi, chẳng lẽ tớ lại không ăn được lần nào đúng không? Cứ thử ăn ớt đi, khắc biết ngay xem là ớt nó có cay hay không. Đây, ớt cái ớt này, này đi. Không cay đâu các bạn ạ. Ớt này không ngờ cay. Không bao giờ cay thế mà nãy ăn xong với mồ hôi đầu đấy toát là ra nóng rồi. Quá thôi chứ bây giờ em cứ ăn đi. Thế ok là... các bạn ơi, mời các bạn nè. Ăn đi, ăn đi. Vừa còn có cả hạt đây nữa này. Ơi. Cái ối là cay đấy. Ăn đi xem mà có ngon không. Ớt này không ngờ cay luôn. Đấy, có cay đâu. Nhai không nhai. Cay lắm. Đúng rồi, không cay mà. Okay. Các bạn ơi. Ớt đây phải nhai một tí xong rồi ngấm ngấm vào răng xong nó mới nhảy vào lưỡi, nhảy vào lợi thì nó mới cay. Cay thế bỏ cuộc đi. Trời ơi, thế là nhè ra là thua cuộc với các bạn, là bỏ cuộc rồi. Tớ sẽ là người chiến thắng các bạn ạ. Đây, cả cái chậu này này. Đấy, bao nhiêu thế này thao mà ăn luôn. Trời ơi. Chưa chưa cả nhai mà đã nhè ra rồi. Cay. Thôi, cay rồi. Anh giờ là người chiến thắng rồi, đâu có gì đâu. Em vẫn đang ăn đây mà. Ăn ớt có ăn không? Ớt có ăn không các bạn? Trời ơi, chưa cả nhai đã nhè ra rồi nấu. Mồ hôi ok, toát ra rồi các bạn ơi. Trời ơi, cứ tỏ ra nguy hiểm các bạn nhỉ. Cứ nghĩ mình ăn được cay, ăn cả miếng ớt ấy luôn. Trời ơi, người ta nhìn to như thế này, ăn miếng ớt còn cay, bốc cả khói đầu luôn các bạn ạ. Các ừ, bạn cay ơi, lắm. Ngày hôm nay tính ra là tớ cũng đã ăn rất là nhiều cay với lại rất là nhiều chua rồi. Nên là thôi, anh Hùng, để mà anh Hùng bỏ cuộc thì chắc là còn lâu. Nên là thôi, tớ bỏ cuộc trước vậy. Tớ không đây ăn được nữa, tớ xin dừng. Cái bụng của tớ tớ bự luôn, thoải mái ăn luôn. Cay á, thì chứ ăn nhiều chua và nó sẽ bớt đi. Ăn đồng miếng ớt không á, cay lắm. Đấy, em Hằng bây giờ là dừng cuộc chơi, chịu thua rồi các bạn. Thế là thử thách lần này á, người cuối cùng ăn cóc, tớ là người chiến thắng rồi các bạn ạ. Đấy. Các bạn ơi, sao á, mong rằng là tớ sẽ ăn cái gì ngọt ngọt thì tớ sẽ cố gắng. Chứ cái này đúng là tớ cay, tớ không chịu được nữa rồi. Thế chẳng khác gì tra tấn luôn. Thế thì lần sau mình sẽ mua tầm khoảng 10 quả dưa hấu các bạn. 10 quả dưa hấu siêu to khổng lồ. Không, mình thử thách xem ai, người nào cuối cùng ăn dưa hấu được. Dưa hấu thì tớ ăn được. Ôi ok ơi. Các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn thử thách người cuối cùng ngừng ăn dưa hấu thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Còn video lần này thì xin kết thúc lại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Tớ phải đi uống nước đây. Chào bye các bạn bye. Nha.